Hello. Trời ơi. Trời ơi, cái hồn mấy quả vậy chết tôi thiệt á. Nó cái game để làm tôi sợ với mấy shop. Nãy giờ tôi nín thở tôi chơi luôn á, tôi không dám nói chuyện với mọi người luôn á. Bạn có một cái người bạn thân nhất bằng cái cách chỉ có một thôi. À, bạn có một cái con chó, một cái con chó. Bạn có rất nhiều những cái người bạn nhưng mà con chó thì bạn chỉ có một thôi. À, bạn có rất nhiều những cái người bạn thân nhưng mà con chó chỉ có một. Trời anh bò. Trời cái game nó đề cao anh bò quá nè. Trời đất ơi, nó nói á, anh bò là nó kêu là cái lò rồi xong rồi đó. Rồi xong rồi. Rồi thấy cái đồ quạ là thấy đi về với miền đất hứa rồi. Rồi cút luôn rồi. Rồi cút luôn. 170.000. Trời ơi, Tiểu Cường làm rồi xong luôn 170.000 rồi đi rồi đó. Cái gì vậy trời ơi? Hãy đi tìm con chó tên là Roy. Và chúng ta có bức ảnh. Trời ơi, Roy dễ thương quá vậy. Các bạn ơi, chúng ta sẽ đi tìm con chó nha các bạn ơi, chúng ta sẽ đi tìm Roy nha. Rồi cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đi tìm con Roy. Oh, game này có đèn nè. Không mở cái cổng được. À, chúng ta bị thiếu cái tay quay của cái đó. Ơ, sao kỳ vậy? Sao tự nhiên cái kỳ vậy? Ơi, cái game này. Cái game trước cái đồ quạ nó cỡ đó mà nó hù tao cũng sợ nữa, tao cười khà khà luôn á. Mà cái game này đồ quạ vậy hù nghĩ tao sợ không? Ây mà mới nghe tiếng gì vậy? It one your kin. Bọn chúng muốn da của mày. Là sao? Sao tụi em muốn da của tôi má? Ôi chết mẹ. Chỗ kè Tiểu Cường. Ê lộn Gia Huy kìa. Mình có một cái bức tranh một cái ông già mới sắp. Con ông già này là ai thì Hiếu chưa biết. Cửa này cũng khóa luôn rồi. Cũng có thêm một cái bức tranh nào đó của một người nào đó, con trai. Mà người đó là ai thì Hiếu cũng chưa biết. Ờ, để Hiếu cho nhỏ cái cam lại một xíu để cho mọi người dễ nhìn game. Ông già đó là cái ông nội nãy hả? Điên quá. Hai game này hai game khác nhau mà má. Ê, nhưng mà game này ít nhất là nó cho chạy nè, thấy không? Cái game làm thì đó, nó phải làm vậy đi cho người ta chạy. Ừ. Tìm được cái tay quay. Ủa game dễ vậy trời. Trời game gì trời dễ như trời. Tôi tưởng tìm cái tay quay thì nó phải khó dữ gì đó đâu, gì dễ ồm vậy. Ơi. Ơi ơi ơi. Ê ê. Cái miếng hù này đánh giá là không có sợ luôn nha. Miếng hù nó không hết hồn luôn á má, không có một cái gì gọi là phản ứng luôn. À, sợ quá. Một trăm bảy chục ngàn đó. Thôi kệ, mình giật mình đi cho nó vui má. Rồi chúng ta sẽ mở cái cửa này bằng cái tay quay nha. Hello shop. Hello cô Quỳnh Thơm nha. Hello shop. Hình như không có đi được tôi chế banh là sao nữa vậy?
Hello, tôi đâu có chơi bóng rổ đâu má. Ê, cái banh này là banh bóng rổ đúng không? Hello, con Linh Diệu nha, con shop rốt cuộc Tú là ai kìa. Trời, tôi đâu có biết đâu, trời ơi. Ai biết con Tú nào luôn kìa, trả lời giùm anh chị tôi kìa, tôi không biết luôn á. Hello. Em bé hả mọi người? Em bé nè. Rồi xong. Có chỗ nấp luôn. Có cái chỗ nấp như vậy mà không có ma mới sợ á. Ủa, mọi người không biết vụ gì hả? Chờ tôi ngồi trong đây tôi nghe mà tôi có biết nè. Có nghĩa là anh chị của tôi chuyển lộn tiền cho một ai đó tên là Tú mà chuyển tới 7 triệu lận, hiểu không? Cho nên là bây giờ là không có biết làm sao lấy lại được. Nói là hồi trước chuyển 200 ngàn thì người ta còn trả, giờ chuyển 7 triệu xong ta trả. Bởi vì mấy ông hóng drama, mấy ông có kinh nghiệm gì chưa? Mấy ông có kinh nghiệm mà hóng drama gì chưa? Nhà này nha, tôi nắm ở trong cái lòng bàn tay nè. Bọn Tú nào ta? Ôi nhưng mà sao nó không cho tôi đổi cái bóng đèn cày ha? Lỡ như lát nữa hiếu hết pin sao? Ôi, ôi, ơi, có người đi ngang qua nha. Hiếu có lượm được một cái chìa khóa. Nhưng mà xong trong đây nó để nhiều cúp bếu vậy. Ôi, ở đây có rất là nhiều những cái tấm hình của những cái người nào đó mà mình không có biết là ai hết trơn á. Những cái người bị che mặt đi. Hello. Hello. Có tiếng đèn cầy mà hết pin hả? Đèn cầy hết dầu chứ. Có ai đó kìa mọi người. Hiếu mới thấy ai đi ngang qua đó luôn á. Tôi vừa mới thấy một ai đó đi ngang qua đây luôn nè. Đằng sau cái tường á. Nhưng mà chạy hướng này rồi. Nhưng mà đèn dầu sắp hết rồi. Ví dụ là bây giờ tôi muốn nạp đèn dầu được không? Ui. Ui. Đồ quả xấu ác. Xấu, cực kỳ xấu. Mà cái da này là da người ấy hả? Xấu quá, đồ quả xấu quá. Ôi con chó nè. Rồi. Rồi ơi. Can you hear me, Rồi? Rồi. Con nghe ba nói không Rồi? Rồi ơi. Rồi. Rồi ơi. Ui, ai em ơi, hèn gì cái game này nó làm đồ quả như này phải rồi. Chứ nếu mà nó làm đồ quả mà thật quá thì là chết luôn. Máy này là cái máy gì đây? Máy gì đây mẹ? Máy sao game máy gì vậy? Ôi cái dòng cổ của con rồi. Cái dòng eo ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Tôi không biết gì hết. Nhưng mà tôi phải núp á. Nhưng mà cái tiếng gì vậy?
Rồi 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 nó tới á, nó tới á. Hello. Sao rùi đâu mà rùi quá trời là rùi vậy? Nó đi chưa? Hay là đi chưa mọi người? Sao lại được không? Sợ quá muốn sell game á. Một cái mặt nạ da người. Ô, mặt nạ da người thì liên quan gì tới con chó tôi má, con roi của tôi. Chả lẽ da chó nó cũng lấy được hả ta? Tưởng lấy thì lấy da người thôi chứ ai đi lấy da chó má. Hello. Rồi ơi. Rồi ơi về thôi con ơi, rồi. Rồi ơi, can you hear me? Hình như cái cửa này là cái cửa hồi nãy nó mới phá nè đúng không? Cửa này là cái cửa sắt nó phá nè. À con chuột hả? Tôi tưởng em bé. Rồi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Nấp vô. Tôi cũng không biết là ở đằng đó là có cái tiếng gì nhưng mà hễ mà sợ quá thì nấp vô. Ê nó nghe kìa. Ê ê ê. Nó nghe mình nói kìa mọi người. My God. Nó nghe mình nói. Thì cái mất đâu? Giờ ví dụ giờ mà tôi la lớn rồi nha. Rồi nó nghe tiếng tôi. Nhà nó kêu là mình không có nói chuyện. Mic off. Rồi tắt cái mic đi cho đỡ sợ má. Nhưng mà mình kiểu như là mình lên tiếng thì con roi nó nghe á mọi người. Không có đường đi, chỉ có mỗi một cái đường đi này thôi. Ê, Hiếu nói nếu mà cái game cái tiếng gì ngoài đó ta? À, cái này có lát game. Ok là đúng là game 175 ngàn có khác, nó không có giống như là cái game 73 ngàn 500 ghẻ gách hồi nãy ha. Cái game này nó có sell game cho nên là nếu mà mình có chết thì mình vẫn có sell, không sợ. Không sợ, không sợ. Cái tiếng What? Con roi chết rồi hả? Ui, ui cái gì vậy? Cái gì vậy mấy sớm? Con gì vậy? Ôi nó chạy theo tôi kìa. Vô nhanh lên. Vô tủ. Trời con quái vật mấy sớm ơi. Con này chắc nó ăn con rồi đó. Trời nó có hai cái giò không à. Nó có hai cái giò không mà mấy shop. Trời má nó hù rớt chém chép đi chứ, để từ từ để tôi lụm lại cái điểm G cái nó rớt đâu rồi. Nó đi rồi. Nó đi rồi mọi người ơi. Ê
Sao cái game đồ họa, cái game đồ họa xịn á. Không, cái bích này hình như là nó chỉ kêu con chó thôi, nó không có kêu con ma. Tao thử hiếu thử nha. Hiếu thử cái nha. Để tao kéo mic xuống cho tôi la nha. À. Alo. Rồi. Rồi ơi. Không, cái bích này nó không có ảnh hưởng gì đó. Cái bích này kiểu như là mình chỉ kêu con chó thôi, nhưng mà con chó hình như nó đâu mất tiêu rồi đó. Ví dụ như hồi nãy mình có kêu con chó thì con chó nó sẽ kêu, nó sẽ sủa gâu gâu, thấy không? Chứ nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà hình như con chó chết đó. Nó ăn con, ủa cái này của người mà. Ui. Nó cạp một nửa cái cơ thể luôn nè, cạp luôn cái giò luôn. Ủa sao tự nhiên nó chỉ vô cái ngọn đèn ở đây chị? Ôi tao có súng rồi, mày chết mày tao rồi. Có súng rồi mọi người. Đây nó kêu là cái, nó kêu là bắn bao nhiêu cũng được hả, rồi đạn sẽ tự hồi hả ta. Hồi nãy đọc không kịp á. Nó kêu suốt anyway, không biết đạn có hồi không thôi. Mình bảo toàn đạn đi thì vẫn tốt hơn. Nó chỉ đi qua bên này. Nhưng mà làm sao mà tin game được đúng không? Ôi, tôi mới thấy ai lú lú ở đó đó. Thôi đúng rồi, chắc phải đi bên kia. Đi theo cái hướng mũi tên đi. Nó tới hay sao á? Nó thấy nó đâu luôn á. Giải cứu, giải cứu, giải cứu. Nó chỉ là đi theo cái đường của cái hầm này nè. Trời ơi, Gia Quy với đâu hoài vậy? Ui. Ơ, con Gia Quy này nó giỡn mặt á. Mày giỡn mặt với tao hả? Thì ra súng để bắn con chuột má ơi. Gia Huy, cái tiếng bước chân của ai vậy? Con ma tới. Con ma phía sau đích Hiếu. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi, Hiếu không có chỗ núp. Hiếu phải chạy. Hiếu phải chạy. À, nó thấy Hiếu rồi. Kêu cút rồi, chạy cút tôi với. Nó chưa thấy tôi, chưa thấy. Hay quá. Ê, game này hay nha. Game này đánh giá là hay á. Cái dòng đeo của con chó. À, núp ở đây được hả? Mà Hiếu hết máu rồi. Sao nó không cho Hiếu xài máu ta? À cái này đổ để đổ dầu vô hả? À này để đổ dầu chứ mà. Má ơi nó hù quá đó, ai không hết hồn hả mấy ông? Trời má nó hù quá ngang vậy, ai mà không hết hồn? Trời tôi muốn đái trong quần luôn á chứ đừng có nói. Có chỗ nấp không ta? Mình chưa có sell game á.
Mình mà cút ở đây là mình cút luôn á. Lại cần một cái gì đó nữa rồi. Cần một cái tay quay hay cái gì đó nữa rồi. Mình cần một cái gì đó ở ngay cái chỗ đó. Nó tới. Nó đi từ bên này luôn nè. Trời ơi nó kìa mấy sếp ơi. Nó không có cái đầu, nó chỉ có hai cái chân với hai cái tay thôi. Nó giống như là cái gì á, giống như là một con người mà bị cảm ở một nửa người á. Bật mic cho nó công bằng hả? Ý là cái mic này nó không có kêu con quái vật, cái mic này chỉ để kêu con chó thôi. Hiểu không? Cái mic này nó đâu kêu quái vật đâu. Nó dành cho mình kêu con chó thôi em. Kiểu như là dùng cho đầu game để mình đi kêu con chó đó. Hồi nãy anh thử rồi, anh bật mic anh la luôn á, không có gì hết á. Nó đi chưa? Đi rồi. Hình như là mình cần phải lấy một cái gì đó, Hiếu cũng không biết là cái gì. Ui da, ở đây có những đứa trẻ bị nhốt. Ủa này đi rồi. Sáu ba sáu hả? Đó là số gì? 6636 nghĩa là gì? What's that? Fuck yeah. Ma gì dài dưới trời. Đây rồi. Có cái tay quay rồi. Nhưng mà 6636 là cái gì? Nhìn nó vô, nó vô. Nó vô, nó vô. Hên quá, tên nấp rồi. Cái đồ họa vậy mà nhìn nó ghê á. Mấy ông nghĩ cái đồ họa này nếu mà nó làm rõ cái nữa là mấy ông đái quần hết. Đập vội. Mình có số 6636 đúng không? Còn cái 6636 đó là cái gì thì không biết. Má sợ quá không dám đi luôn má, giờ sợ quá đâu đi được đâu. Nó xé xác con này ra luôn rồi. Nó đi bên kia rồi. Là 6636 cái đó là cái gì nữa? Cái này là một cái gì vậy? Mấy cái đó là cái gì luôn. Nhưng mà Hiếu cần tìm cái phòng sale game á. Hiếu sale lại đã, đi tới đây mà mình chết là uổng lắm. Phòng sale game đâu ta? Ôi tôi nhớ cái phòng sale game như gần đây mà đúng không?
Thôi chết mẹ rồi. Nhưng mà để gắn cái này vô đã. Nấp vô. Cái tiếng của cái ghế làm nó nghe á. Nó không nghe hả ta? Sợ quá. Ồ cái này là hai game khác nhau rồi. Sợ quá. Nó đi rồi. Chuột tấn công, chuột tấn công. Mày hả chuột? Sao hiếm không thấy cái chỗ sell game ta? Nó sao đít? Nó sao đít mình? Kiếm chỗ núp nhanh lên. Nó ngay sao đít tôi luôn. Có chỗ sell game rồi. Sao nghe tiếng của ai đó trong đây vậy? Ok. Có chỗ sell rồi. Mừng quá. Trời hèn chứ. Nhưng mà cái cây súng đó như là nó chỉ để bắn Gia Huy thôi. Cái cây súng đó nó chỉ để bắn thằng dao, bắn con dao quy thôi mới shop thôi chứ nó không có cho bắn con boss. Nó tới. Nghe nó rất gần ở đây, Hiếu không dám đi. Battery critical. Sao chỗ nó vừa lạ mà vừa quen ta? Cái này vừa nãy đi qua đó rồi. Đúng rồi, nãy qua rồi. Chỗ này là mật mã 6636. Mà 6636 này là để mở cái gì vậy? Thôi chết mẹ rồi, làm rớt cái đó rồi nó xuống á. Rồi cút Hiếu rồi.
Chạy ngược lại. Mấy cái game để làm tôi sợ mấy shop. Nãy giờ tôi nín thở tôi chơi luôn á, tôi không dám nói chuyện với mọi người luôn á. Hồi nãy là mình mở cái này đúng không? Mình đợi xíu nha. Hồi nãy mình mở là mình mở cái này. Mấy bạn ơi, mấy bạn nào đang coi cái livestream này, mấy bạn quên chưa bấm like video thì mấy bạn tiện tay cho Hiếu xin một like video cuối ngày nha mọi người. Coi như đó là lời động viên số 1 thầm lặng của mọi người dành cho Hiếu nhiên. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Còn ai mà share về trang cá nhân hay là mấy cái nhóm đâu này nọ thì lát Hiếu đi thả tim cho nha. Vô cái này rồi, hồi nãy là mình vô cái, mình nãy mở là mình vô cái phòng này rồi, là mình đi quanh kia rồi. Cho nên là chỉ còn một đường duy nhất là mình chưa đi thôi. Ủa cái đường này nãy mình cũng đi rồi luôn. Trong đây là cái khúc trong đây là nãy là mình, nãy mình đi vô rồi đúng không? Ở đâu có đường nào đâu, nó chỉ có một ngõ duy nhất à. Mà mình nãy mình vừa mới từ trong đó mình đi ra mà. Ủa nay không bật đôi nét hả Hiếu? Ờ nay Hiếu không. Cái khúc này là cái khúc nãy mình bị con này hù nè, cho nên là chắc chắn là mình phải đi ra ngoài hướng đó. Ủa hồi nãy giờ mình có đi qua một cái chỗ nào mà nó có chỗ để bấm mật khẩu không ta? Tại vì Hiếu đang có một khẩu, một cái mật khẩu 4 số là 6636. Nhưng mà Hiếu chưa có thấy cái chỗ để bấm cái mật khẩu đó. Hai ngõ nhưng mà chỉ có một ngõ đi được à, còn ngõ kia bị kẹt rồi đi không được. Giống Gia Quy nữa tấn công tôi quá. Ý là 66 bằng 36 hả? Không má, ý là 66 bằng 6. Lấy lại cái này không? Lấy lại cái này cũng không được. Cái này là ngõ này hả ta? Ngõ này hồi nãy đi rồi. À hay là ngõ trên này ta? Hình như là ngõ trên này Hiếu chưa đi á. Ngõ trên này nè. Đúng rồi, hình như trên này chưa đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hình như ở đây nhìn nó là lạ. Nhưng mà tới đây thì nhìn nó quen. Bị hù là chưa đi rồi. Bị hù là chưa đi. Sao tự nhiên cái hù ta quả đó đái vậy? Ủa đâu đi rồi mà ta? Tới đây cũng đi rồi. Hồi nãy là mình xuất hiện, mình đi từ bên này qua anh kia mà. 6636. 6636 này là làm gì? Nhớ nãy có cái khúc mình bị hù đái ở đây luôn không? Có cái khúc nó hù mình đây đái không quần luôn nè. Ủa không phải đây hả? Mám này bự ác á thiệt. Đây nè, mình bị hù khúc này nè. Sao mình phải ngồi xuống nè? Nó qua tới luôn. Rồi. Rồi ơi. Rồi. 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 Không, cái mic không phải. My God. Ý là cái game này nó hay á, thấy nó hay thiệt á nha. Nó hù tôi cũng sợ luôn chứ bộ. Nhưng mà nó nằm ở cái khó ở cái chỗ là Hiếu không có biết là cái ý đồ của nó bắt mình giải là giải cái gì á. Tại cái này là giống như là giải đố rồi. Nhưng mà tới phần giải đố là mình bị ngu á. Phần giải đố mình bị ngu ác á. Sáu sáu ba sáu. Có ai đó có thể trợ giúp cho em Hiếu không? Có thể cho em biết, em Hiếu biết là cái số 6636 đó là nó nằm ở đâu không ạ?
Hình như là mình cần phải tìm con ma á. Hiếu có ba cái món đồ chơi của con chó lận. Có cái xương nè, có cái này, có cái kia. Nhưng mà nó không có cho cái nào dùng hết á. Số đó là số đề hả? Số đề là chịu quá mẹ. Hiếu nói ví dụ mà nó mở cái cửa này thì chắc chắn là chỉ có thể đi đúng một con đường duy nhất thôi, là con đường này. Nhưng mà cái con đường này nó có rất nhiều ngõ, nhưng mà không có một ngõ nào để có thể đi được hết. Rốt cuộc là sao ta? Hay là ở trên cái này nó có cái gì ta? Không có gì luôn á má. Có cái đường nào để đi qua không? Không luôn. Không đúng không? Rõ ràng là không, không có cái gì ở đây hết. Trong đây thì lại càng không. Đây là nãy mình sell rồi. Hay là trong mấy cái thùng đó. Hồi nãy Hiếu có nghe một cái tiếng gì đó trong cái đây nè. Mày... Đó. Nghe cái ông này nó nói rồi nè. Nhưng mà hồi nãy ông không có nói, bây giờ ông mới nói. Mà tới. Tôi kêu con rồi mà sao con ma nó tới. Ê. Ê. Kêu con rồi mà con ma nó tới. Ê. Kêu con rồi mà con ma nó tới. Vậy con ma là con rồi. Phải không? Đúng không? Hợp lý chưa? Con roi là con ma. Hợp lý chưa? Rồi bây giờ có cần cứu con roi nữa không? Con roi hay là con hôi? Ý là giờ có cần cứu nó nữa không á? Rồi. Cái mic này nó cắm, nó không sao Hiếu xài mic. Mic off. Thôi về đi được không? Giờ roi nào cứu nổi roi nữa, tôi làm gì cứu nổi roi nữa, cho tôi về đi. Thì có khi con roi nó cần phải cứu tôi á. Ngay cái chỗ tay quay bên phải Hiếu chưa qua. Hiếu qua hết rồi, không còn chỗ nào mà Hiếu chưa qua đó. Hiếu vòng lại cái chỗ tay quay rất là nhiều lần. Ý là bên phải là bên nào ta? Trong đấy hả? Trong đấy Hiếu đi rồi. Hồi nãy Hiếu đi, chẳng như là từ cái khúc này là Hiếu chưa đi lại thôi nè. Ở dưới đó chưa đi vậy? Bên này là mình chưa đi thôi đó. Ôi. Ui da nó rần. Nó đi chưa? Nó vẫn còn ở gần đây.
Sao nó ở đây hoài vậy? Ê, nó ở đây hoài vậy là mình đi đúng rồi đó. Vậy là gần cái chỗ, gần cái chỗ đó hình như là hồi nãy Hiếu thấy ở cuối đường nó có một cái cửa, nó có một cái con đường. Cái tiếng này nó vừa gần mà nó vừa xa nha, giống như là nó cách Hiếu một cái bức tường mà cũng giống như là nó ở kế bên tôi vậy. Đi chưa? Đi rồi. What the hell? Một cái món đồ chơi hả? Ui ai nữa vậy? Mới thấy ai lú cái đầu ra đó nữa kìa. Khúc này sao giống bị hù quá ta. Ghê vậy, bay qua được luôn kìa trời. Bay qua luôn kìa. Mà đó là ai vậy? Rồi xong, chết mẹ rồi. Ở đây chắc con chó nó không vô được đâu. Con roi nó không vô được đâu. Ờ, cho mấy cái tấm hình là mấy cái tấm hình của nạn nhân á, hợp lý á. Đi đâu rồi ta? Xong rồi, chết mẹ, tắt hết đèn luôn rồi. Ủa? Ủa khoan nữa. Ủa, ở đây là mới hay cũ? Đây là mới hay cũ? Nhưng mà thấy có cho đạn này chắc mới á. Nhưng mà hết đường để đi rồi. Không biết trong cái nồi có gì không ta. Sao cái nồi cũng không luôn. Là qua rồi. Sao có hay thấy có ai núp núp đồ á. Nó mới núp ở trong này nè, nó mới chui nữa. Có gì ai giả chạc nè nè, 6636 nè. Không đi qua được hả? Không đi qua được. Hình như là mình cần cái gì đó nữa. Ôi game này hay quá à. Hiếu rất là muốn phá đảo game này luôn á. Tôi rất là muốn phá đảo cái game này luôn mấy shop ơi. Game nhìn nó hay ác luôn á. Mà tôi là người thích động vật nữa chứ. Tôi yêu chó yêu mèo nữa. Nên nó bắt tôi đi cứu chó cứu mèo tôi cũng chịu. Tôi cũng cam lòng. Mà 6636 cái số đó để làm cái gì? Ui thấy máu rồi nè. Có một cái tiếng phụ nữ khóc bên này.
Cái này nó vừa lạ mà nó vừa quen á. Nó chỉ đi bên này hả? Ôi, ôi mình có đường mới rồi nè. Hello. Trời ơi. Trời ơi, cái hồn mấy quả vậy chết tôi thiệt á. Với chúng tôi chết mẹ nó qua. Nó sau lưng mình luôn á. Nó nghe sau lưng Hiếu luôn á. Đừng có đụng mấy cọng dây xích nào nó nghe á. Mới lượm được một cái tờ giấy gì đó. Cũng không biết luôn. Đây rồi. What the code? 6636. Ủa. Này sư. Never give up. Nó chết mẹ, có cái gì rồi? Cái tiếng gì rồi? Ấy, con rối còn sống. Con rối còn sống. Ồ, cái này là hình ba cô gái. Hình như đúng là ba nạn nhân luôn hay sao á. Ồ, sao không đóng cái cửa lại ta? À, nó có tự đóng cửa. Cái gì vậy? Rồi không mở được. Cây password have been reset. Ôi chết mẹ, chưa nó kêu là cái mật khẩu reset rồi. Đừng nha. Đừng, tôi sợ lắm. Đừng có cho tôi chinh chiến với ai ở đây hết trơn á. Hai một bảy bốn. Lẹ lên. 2 1 7 4. Chết mẹ sai hả? Bảy tám bảy hai. Nhanh lên. Mấy cái con đó nó sẽ đánh mình đó. Mình hết máu rồi. 7 8 7 2. Enter. Mình sẽ có hai cái, một là cái đó, hai là cái ở giữa. Mà tôi không biết sao tự nhiên tôi lại chọn cái cuối cùng nữa. Nếu mà chọn cái giữa chắc nó dí kịp rồi đó.
Đây, cái tiếng của con Roy bên này. Roy ơi, về thôi, Roy ơi, về con ơi. Roy. Roy ơi. Roy. Roy. Bên này cái tiếng của Roy bên này. Roy ơi. Roy. Roy. Sao giống như cái này bị hù nữa mà. Rồi bên này, rồi bên này. Mình cần phải có cái cây bo. Mình cần phải có một cái xà beng lại á. Rồi ơi, đợi ba xíu nha rồi. Rồi ơi. Rồi. Cái mít nó không cho xài. Nó không cho Hiếu xài cái mít. Má bắn mà có vụ bắn hụt nữa hả trời. Ô đây rồi. Tìm ra được rồi. Tôi bắn hụt hoài trời. Trời ơi, con có sao không rồi? Bà tới rồi nè. I'm coming, boy. Rồi. Hình như Roy nó bị bắt lên trên lầu rồi mới sớt. Về thôi Roy ơi. Về nè con. Rồi. Rồi xong. Xong. Vậy là con Roy nó biến thành con quái vật. Con Roy nó biến thành con quái vật. Hay là cái con quái vật đó nó nhập vô con Roy trước đó, hay là do con Roy nó ăn thịt của mấy cái con kia nên là nó mới trở thành quái vật. Tại vì con Roy thì nếu mà nói là biến thành quái vật, hay là con Roy vốn dĩ nó đổi lớp, con chó nó sống trở thành con người. Thì hồi nãy á, cái lúc mà mình kêu con Roy á, mấy ông để ý là cái khúc mà Thiếu kêu con Roy ngay cái thùng á, Hiếu kêu là Roy, nhưng mà tại sao mình kêu Roy mà cái con quái vật nó lại, là cái khúc đó là tôi đã nghi ngờ là con Roy nó là con quái vật rồi, lúc đó là tôi đã nghi nghi rồi. One look, the heat is rising,